ở bao nhiêu phút? Không biết nữa, đứng chút đó. Đứng chút là có hả? Ồ, hai dĩa luôn hả? Rồi, bây giờ là mình dắt. Và không thể thiếu cái chùa bánh xèo của mùa Dĩa Bà nha cô bác. Hôm nay mình sẽ ghi hình cho cô bác xem cái chùa bánh xèo. Giờ này thì khoảng 9 giờ mà khách nó đông một cái nha cô bác ơi, hết hồn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chùa bánh xèo ghi hình cho cô bác xem cái nha. Năm nào cũng vậy thôi, coi như là tới mùa Dĩa Bà thì rất là tấp nập hơn. Nhưng mà thường thường thì thứ bảy chủ nhật. Ngày thường thì thứ bảy chủ nhật thì nó đông. Còn hôm nay thì cũng là chủ nhật nữa, nhưng mà nó gần Dĩa Bà. Rồi mình xem coi cô bác đông không. Và trọng nha cô bác. Từ từ thôi. Rồi mình đi sâu vào trong để mình xem cái bánh xèo nha cô bác. Hình như giờ này còn sớm quá cho nên không ồ ạt. Và bây giờ mình đi vào chùa bánh xèo. Vào cái nhà ăn nha cô bác. Đây mình thấy những dĩa, cái dĩa bánh xèo. Quá vui. Rồi trước khi mình vào mình xem họ chiên bánh xèo thì mình quay sơ cho các bác xem họ đang ngồi ăn nè. Đợi lâu không mà được nhiều dữ vậy. Quá hấp dẫn luôn. Người gái miền Tây. Em ở đâu? Không quan đây. Mắc cỡ. Rồi bây giờ mình vào trong mình xem họ chiên nha cô bác. Đại ngải luôn hả? Wow, ở Sóc Trăng nha. Đi sớm không mà tới đây sớm vậy? Sớm đi qua, đi tới hôm qua. À, đi qua. Con giúp anh về chú. À, Lộc Chi Tôn. Lộc Chi Tôn. Lộc. Ừ, bỏ vô 5 ký luôn. Quay lại nha. Anh quay lại. Đợi lâu không mà. Nó quay về nó cầu đó. Yeah. Rồi, thấy chưa? Rồi đâu ăn cho cô bác ra thấy thèm mấy coi. Căng lần nha. Rồi cảm ơn các bác nha. Rồi ăn cho cô bác xem coi. Đại lâu không mà được dĩa bánh xèo đẹp vậy.
xe đi bếp giật rồi đấy. Giật trên tay mà. Giật trên tay luôn hả? Ăn rồi, ăn gì á rồi đấy. Ngon quá. Rồi, chúc cả nhà ăn ngon miệng nha. Rồi. Đợi bao nhiêu phút? Không biết nữa, đứng chút đó. Đứng chút là có hả? Ồ, hai dĩa luôn hả? Rồi, bây giờ là mình vào trong nha cô bác. Coi các anh đổ nha. Quá ha. Quá trời luôn rồi, đông rồi. Thì cũng rất là nhiều cái video trước mình cũng đã quay các anh đổ cô bác. Bây giờ mình sơ qua cho cô bác xem lần nữa. Lượm đi, không sao đâu, lượm lên. Rồi. Có nhường cho chị lấy trang đây rồi mày lấy sao? Nữa, đừng có nữa. Ta có dĩa bảy rồi mình lấy được rồi. Bỏ cái bánh uổng ra. Rồi, mình đi ra cô bác ơi.
giờ mấy thùng ạ? Bốn thùng à. Mới sáng sớm thôi mà bốn thùng quá cỡ luôn, bây giờ không khách ạ. Giờ mình đi ra phía trước nha cô bác. Và đây là xem chút xíu nó đi rồi mình đi ra ngoài nha cô bác. Đông luôn rồi. Cô bác đang đổ về để xem đổ bánh xèo, ăn bánh xèo. Nhà vệ sinh ở đâu? Bây giờ mình xin ra ngoài nha cô bác. Thì chùa bánh xèo thì cô bác cũng thấy rất là nhiều, nhưng mà hôm nay thì khách nó chỉ bấy nhiêu thôi, không được ồ ạt lắm, vì họ chắc họ ra ngoài chùa bà chiều thì họ mới đổ về đây. Rồi bây giờ mình đi qua bên chùa Bào Mướp nha cô bác. Rồi tiếp tục nữa đó, mình đi qua chùa Bào Mướp mình ghi hình cho cô bác xem. Lên trên mình ghi hình cho cô bác xem về phía mặt trước của cái chùa bánh xèo. Xe thì cũng khá là đông. Rồi mình ghi hình cho cô bác xem về phía mặt trong nha, trong của chùa Bào Mướp. Quá trời xe đổ vô chợ Tịnh Biên rồi cô bác, quá cỡ luôn. Dây luôn cô bác, quá trời luôn. Rồi, cảm ơn cô bác đã xem video của em nha. Rồi bây giờ mình đi ra ngoài chùa Bào Mướp. Đó,
quá thấp nào cũng qua.